bạn đã bao giờ gặp phải? Vô tình có những ngày khiến cho bạn nhớ lại những gì đã xảy ra, những quá khứ thật là tươi đẹp, những chuyến hành trình, những con đường, những chuyến đi. Đó có thể là những nơi mà bạn đã từng đi và những nơi mà bạn đã từng đặt chân tới, những kỷ niệm đã từng trải qua. Và đôi lúc bạn có những người bạn đồng hành rất là tuyệt vời, những con người mà bạn đã từng gặp gỡ, những người bạn đáng tin cậy. Đôi lúc là những người bạn rất là dễ thương, và những người bạn tuyệt vời. Những quá khứ khiến bạn mỉm cười, bạn sẽ không thể quên được. Bạn sẽ chia sẻ những câu chuyện khiến bạn không bao giờ quên, kể lại chúng hoặc là lưu giữ chúng. Đó là những gì đã qua trong quá khứ. Và cũng có lúc bạn đã từng ước những hình ảnh đó mà bạn muốn nó sẽ trở lại.